hậu Hohenie, cô gái ê đê nghèo và hành trình thay đổi lịch sử nhan sắc Việt. Với vị trí top 5 Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới 2018, Hohenie chắc chắn là cô hoa hậu lạ lùng nhất, gây tranh cãi nhất và có thành tích ấn tượng nhất trong lịch sử nhan sắc Việt tại đấu trường thế giới. Từ cô sinh viên dân tộc nghèo đến người mẫu ảnh, đăng quang ở Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017, rồi top 5 Miss Universe 2018, với Hohenie, đó là hành trình không chỉ dài mà còn đầy thử thách. Cô gái ED cãi lời mẹ để được đi học. Hohenie sinh năm 1992 tại buôn Sức Mơ Đưng, xã Cư Xuê, huyện Cư Mờ Ga, tỉnh Đắk Lắk. Cô là con gái thứ ba trong gia đình có 6 anh chị em với 3 trai 3 gái. Cha mẹ cô đều là người ED, họ sống thuần nông với công việc làm ruộng, lên rẫy và làm thuê làm mướn. Từ nhỏ cũng như những đứa trẻ khác lớn lên trong buôn làng, Hohenie phải đi làm rẫy cùng gia đình và nhiều khi cô còn phải đi nhặt củi, chăn bò. 9 tuổi thơ đầu trần đi chân đất ngoài cái nắng cháy da cháy thịt của núi rừng Tây Nguyên đã cho Hohenie một làn da nâu giòn khỏe khoắn. Dù cả gia đình Hohenie đều phải làm lụng vất vả nhưng cuộc sống vốn vô cùng khó khăn, thậm chí đến bữa cơm cũng không đủ ăn. Thế nhưng nếu nhiều đứa trẻ khác trong buôn làng chỉ học hết cấp 1 hoặc cấp 2 rồi nghỉ để lấy chồng lấy vợ thì Hohenie vẫn quyết tâm theo đuổi việc học hành. Chính mẹ Hohenie cũng cảm thấy lo lắng khi 13 tuổi con gái vẫn chưa có người yêu, trong khi tất cả các bạn bè của cô đều đã có đôi có cặp. Thế nên đợi đến khi cô học xong lớp 12, bà bèn bắt Hohenie nghỉ học để lấy chồng. Nhưng Hohenie không nghe lời mẹ mình. Hèn hiểu chỉ có việc học mới có thể giúp cô thay đổi tương lai và những suy nghĩ xưa cũ của người đồng bào mình mà thôi. Hành trình chinh phục ước mơ. Đầu tiên cô xuống Nha Trang để học trường dân tộc nội trú để có bằng tú tài, tức là phổ thông trung học. Sau đó cô vào Sài Gòn để làm sinh viên trường cao đẳng kinh tế đối ngoại. Dù dân tộc thiểu số không phải nộp học phí, nhưng chuyện ăn ở tại đô thị đắt đỏ cũng là một thử thách đối với cô. Để tồn tại với giấc mơ mỗi ngày bước chân đến giảng đường, Hohenie không thể trông cậy vào khoản tiền ít ỏi mà cha mẹ phải đi vay hàng tháng để gửi cho mình. Cô đã đi làm ô xin một thời gian dài trước khi tình cờ được một nhà thiết kế phát hiện và mời biểu diễn thời trang. Năm 23 tuổi, Hohenie lọt vào top 9 cuộc thi Việt Nam Next Top Model 2015. Năm 25 tuổi, cô đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017. Tại cuộc thi lúc nào cũng thấy Hohenie cười và thân thiện làm bạn với tất cả các thí sinh. Hèn chẳng để bụng việc có người chê bai hay nói xấu mình, bởi cô đến với các đấu trường sắc đẹp không phải vì mục đích đấu đá tranh giành vị trí, mà là để mang một thông điệp ý nghĩa lan tỏa tới tất cả mọi người. Hoa hậu Hohenie không có nhan sắc khiến người ta phải nghiêng ngả mê đắm, nhưng vẻ đẹp toát ra từ phong cách ân cần trung thực của cô khiến người ta phải trân trọng. Khi đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017, Hohenie khẳng định đoạt vương miện là mục tiêu của tất cả các thí sinh đến với cuộc thi. Tuy nhiên, mục đích lớn nhất của tôi chính là tạo ra hình ảnh về một thế hệ nhan sắc mới của Việt Nam, nhiều đam mê, nhiều nội lực, năng lượng và không ngại thử thách. Tôi cũng xin chia sẻ một chút kế hoạch hậu Hoa hậu. Sau cuộc thi, tôi sẽ chuyên tâm cho việc học. Tôi rất cần kiến thức để có thể tạo dựng một tương lai tốt đẹp. Tôi mong muốn được làm việc trong ngành xuất khẩu cà phê để phần nào cải thiện được đời sống cho chính gia đình và quê hương Đắk Lắk của tôi. Vương miện Hoa hậu đã thay đổi cuộc đời tôi. Nhưng từ đây, tôi cũng muốn thay đổi diện mạo mới cho người trồng cà phê Đắk Lắk. Khi về lại buôn Sức Mơ Đưng, Hoa hậu Hohenie không có váy đầm dạ hội và cũng không có siêu xe đưa rước. Cô ăn mặc như một sinh viên và ngồi trên chiếc máy cày để vẫy chào chòm xóm đã cưu mang và luôn ủng hộ mình. Sau đó, Hoa hậu đã giữ đúng lời hứa, cô dành 70% tiền thưởng cho công tác thiện nguyện và trao học bổng cho học sinh nghèo. Và Hohenie đã bắt đầu chinh phục ước mơ của mình như thế. Biến những điều tưởng chừng dị biệt trở nên thật đặc biệt. Ai từng chứng kiến Hen đứng trên sân khấu Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam cách đây một năm chắc chắn đã mang trong lòng đầy hoài nghi. Nhưng nhìn Hen ngày đứng trên sân khấu lộng lẫy của Miss Universe 2018, ghi tên mình vào top 5 cô gái xinh đẹp nhất hành tinh, thì tin rằng suy nghĩ của tất cả mọi người sẽ khác. Còn nhớ thời điểm đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017, Hohenie trở thành đề tài bàn tán ngay khi vừa đội trên đầu chiếc vương miện cao quý. Phần đông khán giả nói Hen quá khác biệt, làm gì có nàng hậu nào tóc tém và da nâu như cô. Từ xưa đến nay, trong hàng hà những nhan sắc chuẩn hoa hậu chỉ có da trắng tóc dài, thế mà Hen lại mang vẻ đẹp lệch chuẩn. Vậy nhưng, chính sự khác biệt đó mới mang đến một Hohenie độc nhất vô nhị, để mỗi khi nhắc tới thì hình ảnh của cô lập tức được khán giả nhớ đến mà chẳng cần tốn nhiều thời gian hình dung. Thế mà một năm lẽ ra phải dùng để lột xác vẻ bề ngoài cũng như sự nổi tiếng của mình thì Hohenie lại bỏ phí, vì rõ ràng trong showbiz, cô gái này không phải là cái tên quá nổi bật và được săn đón.
Hen không phủ sóng hình ảnh của mình ở những sự kiện giải trí, cũng không tham gia quá nhiều hoạt động trong lĩnh vực mà đa số các người đẹp sau đăng quang đều theo đuổi. Hen chọn cho mình một lối đi riêng, thiên về các hoạt động xã hội và cộng đồng. Cô gái này dùng toàn bộ tiền thưởng của mình để xây trường, mở thư viện cho các em nhỏ. Cô không ngại chân lấm tay bùn, lặn lội đi hết những nơi vùng sâu vùng xa, trao quà từ thiện giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn. Người ta sẽ khó nhận ra sự thay đổi của Hen Die. Vẫn đó mái tóc ngắn cá tính và làn da màu bánh mật. Nhiều người thậm chí có thể không biết Hen Die là hoa hậu Hoàng Vũ nếu cô không diện lên mình những bộ váy lộng lẫy đeo vương miện. Hen Die có thể khác số đông, nhưng cô chưa bao giờ cố gắng làm điều gì đó để trở nên giống một ai đó ngoài kia. Khác biệt ấy ngày hôm nay lại chính là điều giúp cô gái ấy trở nên thật đặc biệt. Bạn đang xem video tại kênh Người Nổi Tiếng. Đừng quên tham gia group của nhóm để cùng chia sẻ ý tưởng của bạn nhé. Thông tin chi tiết bên dưới video. Sức lan tỏa mãnh liệt. Tôi là Hen Die. Tôi là người dân tộc thiểu số, phải kết hôn ở tuổi 14 nhưng tôi nói không. Tôi chọn theo con đường giáo dục. Tôi đã đến được đây. Tôi làm được, bạn cũng làm được. Hen Die đã giới thiệu về bản thân như thế trong suốt hành trình của mình tại Miss Universe 2018. 15 ngày nơi xứ người, Hen Die đã không khiến khán giả nước nhà thất vọng khi liên tục tạo được dấu ấn riêng và lan tỏa nguồn năng lượng tích cực đến với bạn bè quốc tế. Những sải bước chuyên nghiệp của một người mẫu với phong thái tự tin, hình thể chuẩn và cái duyên sân khấu, tất cả hòa trộn làm một để giúp Hen tạo dấu ấn ngay từ những bước chân đầu tiên tại đấu trường quốc tế. Đáng chú ý nhất có lẽ là màn xoay váy được nhận xét đỉnh cao trong đêm bán kết. Chính Hen Die cũng khó có thể tưởng tượng cô lại được chú ý nhiều đến thế, tới mức dàn cựu hoa hậu Á hậu Miss Universe cũng phải dành nhiều lời khen ngợi, hay hoa hậu Hoàng Vũ 2005 Natalie Klebova phải khẳng định rằng đại diện Việt Nam chính là ngôi sao trong phần thi trang phục dạ hội này vì cách xử lý quá chuyên nghiệp. Những ngày ở đấu trường quốc tế, Hen Die luôn mang nét dung dị quê nhà như bánh mì, làm trang phục dân tộc, đôi dép tổ ong sử dụng thường xuyên phía hậu trường hay cả câu nói xin chào bằng tiếng Việt trên sân khấu chung kết. Cứ thế, cái dung dị đơn thuần đến đặc biệt ấy đã giúp Hen Die ghi điểm từ sân khấu đến đời thường, kéo ánh sáng yêu thương của khán giả chiếu về phía mình. Được báo Mỹ dành riêng một bài viết để nói về trang phục bánh mì nhãn mặt trên các bảng xếp hạng nhan sắc uy tín quốc tế, được truyền thông xứ sở Chùa Vàng ưu ái, là minh chứng rõ rệt nhất cho cái khác biệt mà Hen Die luôn giữ gìn là đúng đắn. Cô hoa hậu mạnh mẽ. Kết thúc chặng đua khốc liệt tại Miss Universe 2018, Hen Die lập tức trở về Việt Nam. Cả hành trình đầy kiêu hãnh nơi xứ người, nhưng cô chưa một lần rơi nước mắt. Vậy mà vừa về đến quê hương, cô gái này đã nghẹn ngào không nói nên lời. Có lẽ Hen Die chẳng thể nào ngờ lại có đông người như thế đến sân bay đón mình. Sức nóng thậm chí còn khủng khiếp hơn nhiều khi cô đăng quang hoa hậu cách đây một năm. Người ta chào đón Hen lúc này không vì hiếu kỳ, không phải để xem cô gái da nâu đang đội vương miện ấy là ai. Tất cả mọi người đến đây cùng Hen vì tình yêu và sự thán phục đối với cô gái dám nghĩ, dám nói và dám làm. Tới thời điểm này, vị thế của Hen đã rất khác, nhưng những gì mà ai ai cũng thấy ở người đẹp này chính là sự giản dị, mộc mạc và chân thành. Trở về từ đấu trường quốc tế với thành tích ấn tượng nhất trong lịch sử Việt Nam tại Miss Universe, Hen Die vẫn chọn váy áo cách điệu từ trang phục dân tộc của người Ê Đê. Hen chưa bao giờ quên đi cội nguồn của mình. Cứ nhìn vào xuất phát điểm của Hen Die để tự nhủ với bản thân mình rằng, dù bạn có xuất phát điểm như thế nào, bạn được sinh ra ở đâu, chỉ cần bạn trung thực với chính bản thân mình và luôn cố gắng hướng đến những điều tốt đẹp thì bạn sẽ thành công. Cảm ơn bạn đã xem video tại kênh Người Nổi Tiếng. Đừng quên nhấn nút đăng ký bên dưới để ủng hộ nhóm nhé.